người ta nơi đây dù dân chú hay cộng hòa, chỉ 4 năm thôi phải thăng tiến cho nước nhà. Tự do cho dân bầu cứ 4 năm một lần, chỉ chẳng 4 năm tài lẻo lái anh phải dành. Còn anh cho anh là văn minh là trí tuệ, mà sao anh ôm hoài một đáng anh không ghê. 20-30 năm dân có chết anh cũng kệ, đáng anh theo cha truyền con nối dân phải huề. Thế mà anh hứa dân làm chú, đáng này anh hứa chi làm phu. Anh cứ bơ bơ sửa sai rồi sai nữa, vơ vét luôn tay luật lệ anh không thuốc chữa. Cứ đà này thì dân chết theo anh, sống đàng hoàng thì đâu có cơm ăn. Cứ đà này thì em bé ma lành mới mong có chút tiền ăn mẹ cần. Người ta nơi đây dù dân chú hay cộng hòa, chỉ 4 năm thôi hay thì làm tiếp vua về già. Tự do cho dân bầu cứ 4 năm một lần, chỉ chẳng 4 năm tài cao thấp dân đã dành. Còn anh cho anh là văn minh là trí tuệ, mà sao anh ôm hoài một đáng anh không chê. Dân ai kêu ca anh cho đói anh cho tù, tự do anh không cho thì có mắt cũng thành mù. Thế mà anh hứa thiên đường đây, mấy chục năm trước anh đòi xây, xây tới xây lui tiền đầy anh trong túi. Dân đói anh no thì tội chi anh phá bỏ. Cứ đà này thì đất nước tan hoang, sớm muộn gì dân cũng biết anh gian. Sớm muộn gì anh cũng phải tiêu tan, mới mong dân nước từ nay đàng hoàng. Cứ đà này thì đất nước tan hoang, sớm muộn gì dân cũng biết ai gian. Sớm muộn gì anh cũng phải tiêu tan, mới mong dân nước từ nay đàng hoàng.